I don't wanna go outside. Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người tới với kênh Phan Nữ Uyên Nhi, một kênh chuyên về sống khỏe, tăng chiều cao và giảm cân. Các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký bật chuông thông báo lên nha. Video ngày hôm nay sẽ là về chủ đề mông hớp, mông lép, làm sao để có mông quả táo căng tròn. Thật sự thì với cái sự phát triển của Internet thì cái trend về cái xu hướng mà mông quả táo á, nó thịnh hành, trở nên thịnh hành hơn thì các bạn mới để ý tới vùng vòng bao của mình. Trước đây thì mình không có để ý tới cái chuyện mà mông căng tròn cho lắm. Mà sau một cái thời gian mà mông mình bị chảy xệ nè, rồi không có được căng tròn, mông bị lép và có rất là nhiều vấn đề. Và mình cũng có tham khảo từ rất là nhiều nguồn khác nhau. Và mình biết là không riêng gì mình và các bạn gái thì đều muốn có một cái vòng ba căng tròn để mang quần jean, quần legging được đẹp hơn. Và cái vòng ba căng tròn á thì nó còn tạo cho mình một cái vòng eo thon hơn nữa. Cho nên là mình nghĩ video ngày hôm nay sẽ rất là thú vị. Nhưng mà trước khi vào video ngày hôm nay thì mình chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn là các bạn đều rất xinh đẹp khi mà các bạn khỏe mạnh. Cho nên là nếu mà các bạn có một cái đặc điểm nào đó chưa ưng ý trên cơ thể thì các bạn có thể cải thiện, nhưng mà đừng có buồn hay là tự ti về bản thân mình nha. Đầu tiên, tại sao chúng ta lại bị hõm ở vùng mông? Nói chung là hõm ở cái vùng hông của mình á, khiến cho cái vùng eo và vùng hông của mình thẳng đục, hoặc là bị hõm vào một tí, trông nó không có đẹp lắm. Thì cái vấn đề này là cái vấn đề mà hàng triệu triệu phụ nữ gặp phải, và không riêng gì các bạn. Và cái vùng hõm ở mông nó thì không có ảnh hưởng tới sức khỏe hay là cái vẻ đẹp toàn diện của các bạn, cho nên các bạn cũng đừng quá lo lắng. Vậy thì tại sao chúng ta lại bị hõm cái vùng hông đó? Thì đầu tiên thì do cái nguyên nhân là có đốt xương của chúng ta thừa hưởng từ cái hệ gen của ba mẹ ông bà của chúng ta, thì mỗi chúng ta lại có một cái cấu trúc xương vùng chậu khác biệt. Thì các bạn có thể thấy trên màn hình về cái giải phẫu cấu trúc xương như sau. Có một số người thì sở hữu cái vùng xương chậu cao và rộng, trong khi những người khác lại sở hữu cái vùng xương chậu khá là nhỏ và thấp, khiến cho cái vùng mông của mình cảm giác là bị bè hoặc là bị lép hõm. Cái nguyên nhân thứ hai là cái tỷ lệ phần trăm mỡ trên cơ thể của chúng ta, và cũng dựa vào cái gen của chúng ta thì cái lượng mỡ đó lại được phân bổ ở những vùng khác nhau. Cho nên là có nhiều bạn thì cái vùng mỡ tập trung ở vùng trên, rồi nhiều bạn thì vùng mỡ là tập trung ở vùng dưới. Cho nên là có một số phụ nữ thì may mắn là nó tập trung ở những cái vùng mà cần thiết, giống như là vùng ngực, vùng mông chẳng hạn, thì nó sẽ khiến cho cái vùng ngực và mông căng tròn hơn. Vậy thì làm sao để chúng ta sửa chữa được cái phần mà hóp ở hai bên hông và khiến hông mình được tròn trịa ra, căng tròn hơn? Thì đầu tiên các bạn không thể thay đổi cấu trúc xương của mình, đúng không? Cái mà có thể giúp các bạn là các bạn tập những bài tập về cơ, khiến cho cái vùng cơ mông của mình được căng tròn hơn và tăng cân. Tăng cân thì nó sẽ giúp cho cái vùng mông của mình được tròn trịa hơn. Nói tóm lại là chúng ta phải tăng cơ và tăng cân. Cho nên là có rất là nhiều bạn hỏi mình là tại sao em tập thì cũng giảm cân, cũng giảm eo được đó, nhưng mà vòng mông của em nhìn không có căng tròn đầy đặn lắm. Cho nên là các bạn phải tập trung giảm mỡ và tăng cơ thì cái vùng mông của bạn mới được đầy đặn hơn, và cái vùng mỡ ở những cái phần mà không ưng ý, giống như là phần đùi, phần bụng, được biến mất. Rồi thì bây giờ bài tập nào giúp tăng cơ mông? Có rất nhiều cái video mình xem thì nó rất là phi lý ở chỗ là nó chỉ tập trung ở cái vùng cơ mông, ở cái chỗ vùng hông thôi. Nhưng mà các bạn nên hiểu một cái nguyên lý là khi mà các bạn muốn thay đổi cơ thể của bạn, các bạn muốn thay đổi vùng mông của bạn, thì các bạn phải tập trung, tập hết tất cả những cái vùng cơ mà các bạn có ở trên cơ thể, cũng như là vùng mông cũng vậy. Các bạn tập toàn diện cơ mông để nó phát triển cơ mông một cách toàn diện. Tại vì cái vùng cơ của nó liên kết với nhau, nó không thể nào mà tách biệt ra tập một phần mà nó lên được cả. Thì đầu tiên về dinh dưỡng thì các bạn cố gắng nạp cái đủ chất đạm, béo và tinh bột để có thể có cái vùng cơ mông quyến rũ hơn.
Nếu mà các bạn ăn không đầy đủ chất á, thì các bạn không thể tăng cơ, giảm mỡ một cách hiệu quả được. Về cái chuyện dinh dưỡng thì tùy vào các bạn có thể lựa chọn một số các loại ăn kiêng nhất định, giống như là keto, EF hay là những cái loại những cái kiểu ăn kiêng phù hợp với các bạn. Tuy nhiên cách ăn mà mình cảm thấy phù hợp nhất đối với những cái đối tượng mà bận rộn không chuyên về tập luyện như mình, không chuyên về đầu tư khoảng thời gian quá nhiều về cái chuyện mà dinh dưỡng tập luyện mà chỉ muốn sống khỏe, thay đổi cơ thể, thì cái việc mà ăn uống cân bằng, linh hoạt và lành mạnh là cái cách ăn mà mình nghĩ là tốt nhất. Cho nên là các bạn phải ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng để bảo đảm là cơ thể của mình khỏe mạnh. Thì cơ thể của mình khỏe mạnh mới có thể đáp ứng được cái nhu cầu thay đổi của mình được. Mình đã làm rất nhiều video một ngày mình ăn gì và mình gợi ý thực đơn cho các bạn rồi. Cho nên các bạn có thể check những video cũ. Về phần tập luyện, các bạn có thể check những cái video mình đã làm rồi. Đây là những bài tập Mông mà mình cảm thấy rất là hiệu quả. Vì cơ bản thì hồi xưa Mông mình thì rất là lép và rất là xệ. Mình thì có một cái quá khứ muốn mỉm mình công nhận điều đó, nhưng mà Mông mình không hề cằn trọn một tí nào. Và sau đó thì mình còn bị giảm cân và giảm mỡ trầm trọng, cho nên là cái vòng 3, vòng 1 của mình lúc đó rất là lép. Cho nên là cái việc cải thiện vòng 1 và vòng 3 rất là khó, nhưng mà vòng 3 còn có cơ hội rất là nhiều, còn vòng 1 thì hơi khó nha các bạn. Về tập phần body weight các bạn cảm thấy chưa đủ thì các bạn cầm thêm tạ, tạ từ khoảng 5 tới 10 kg để các bạn cầm thêm tay để cho nó nặng hơn và khiến cho nó tác động nhiều hơn ở vùng mông. Ngoài ra các bạn có thể mua những cái dây tập với những cái dây mà booty band cũng rất là hiệu quả, khiến cho cái vùng mông của mình ê ẩm và đau hơn rất là nhiều. Video đến đây là hết rồi, mình mong là các bạn thích video ngày hôm nay. Bye bye. Go outside, don't wanna see you, even if I do, I'm just gonna